Quà Tết bình an đón Tết, năm mới nhiều niềm vui. Mỗi một sản phẩm từ Nolan Food đều mang trong mình một ý nghĩa, thông điệp riêng. Với bộ quà Tết bình an, Nolan Food muốn gửi tới khách hàng lời chúc cả năm được bình an, hạnh phúc. Là sự kết hợp của cam vàng này vừa sẽ dẻo, hạt điều Bình Phước vị gừng và mật ong, trà ô long cao cấp, thanh gạo lứt hạt và trà bông, xoài sẽ dẻo đặc biệt. Tết bình an tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa của vạn vật. Bình an không phải là không nhìn thấy giông bão, mà bình an chính là ở trong giông bão vẫn có thể mạnh mẽ, phát triển theo hướng thuận lợi, tốt lành nhất. Cầu chúc bạn và người thân một đời bình an, ngàn năm hạnh phúc. 7 lý do chọn Nolan Food. 1. Sản phẩm Nolan Food được 95% người tiêu dùng bình chọn yêu thích nhất bởi hương vị chuẩn tự nhiên. Đặc biệt, đây còn là dòng sản phẩm được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để làm quà tặng trong dịp Tết vừa qua. 2. Sau nhiều năm hoạt động và phát triển, chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể và các chứng chỉ uy tín trong lĩnh vực chế biến nông sản có lợi cho sức khỏe như hàng Việt Nam chất lượng cao, HACCP, ISO 22000, GMP, BRC. 3. Các sản phẩm của Nolan Food được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà khoa học trường Đại học Nông Lâm và Đại học Trang Bỉ, thuộc top 100 trường đại học tốt nhất thế giới. 4. Quy trình được chế biến ứng dụng công nghệ sấy hồng ngoại tiên tiến đến từ Hàn Quốc, giúp lưu giữ hàm lượng dinh dưỡng để cho ra sản phẩm dẻo mềm thơm ngon hơn. 5. Nguyên liệu thượng hạng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng nguyên liệu sạch, giữ trọn hương vị và giá trị thiên nhiên. 6. Sản phẩm của Nolan Food hiện nay đã có mặt tại khắp các cửa hàng thực phẩm sạch, đặc sản và quà tặng cùng các chuỗi hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc như Top Market, Aeon, Lotte Mart, Vinmart, Góp Mặt, Circle K, Mistop, Bách Hóa Xanh, cùng với các trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Sen Đỏ. 7. Các sản phẩm trái cây sấy nhiệt đới của Nolan Food đã được xuất khẩu và yêu thích tại nhiều nước trên thế giới như EU, Úc, Singapore, Nga và các thị trường khó tính khác như Mỹ, Nhật. Nếu bạn đang tìm một món quà không chỉ đẹp, có chất lượng mà còn hài hòa, tinh tế và giá cả phải chăng, thì hãy ghé ngay trang web nolanstore.com để đặt hàng và tham khảo thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn khác nữa nhé.